video test máy cửa xe Senseo 999, chỉnh áp công suất lớn 3m vẫn xịt mạnh bình thường. Máy khởi động nhanh mạnh, chỉnh áp cho anh em vệ sinh máy lạnh, rửa rau mầm hoặc là vệ sinh rong rêu vô tư nha anh em. Đang kéo dây 25m. Máy lợi đồng nặng 11,5 kg, không thay đổi công suất trong thời gian làm việc liên tục. Đây là khách hàng tới trải nghiệm được trực tiếp nha anh em.